Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình nhá. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên siêu phẩm diều 3m7 phối màu nhá, diều tre dán vải nhá. Cũng có còi Ebushi D55 5 chiếc. Mới cứng. Nhìn nét căng luôn. Đấy, Ebushi nhá. Sao độc và lạ. Mình mới làm nhá, phun sơn và test âm, chưa có quấn đai điếc gì đâu. Xong mình test âm xong mình sẽ tiến hành quấn đai nhá. Đấy, miệng bê của xì về chỉ mở thêm một tí rồi là kêu này là sẵn rồi à nha. Nét chưa, gọi phải nghĩ luôn. Mình sẽ tiến hành thả nhá. Diều lên rồi nhá. Bảy màu 3m7 cộng 6D55 năm chiếc. Âm động. Sẽ được ngon cho lắm. Diều hiền như bụi luôn. Ấy gầm. Em đang bị kéo nhá. Dù to cũng dao bé quá nên là ra nó hơi nhang. Lên ngon rồi nhá. Bây giờ mình bắt đầu rồng về. Đang muốn bạn nhỏ rồng dây về nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.